Thưa quý vị và các bạn, làng Chân Lạp còn được gọi là làng Chóa Chợ, nằm giữa trung tâm xã Dũng Liệt, xưa gọi là xã Chân Hộ, Tổng Dũng Liệt, huyện Yên Phong. Cụm di tích đình đền chùa làng Chân Lạp được nhà nước công nhận là di tích lịch sử năm 1990. Với những nét kiến trúc độc đáo, những sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng độc đáo được bảo tồn đến ngày nay. Đặc biệt, khi trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người có xu hướng đi theo những gì mới mẻ, chưa thực sự quan tâm nhiều đến những giá trị cổ xưa, thì việc gìn giữ những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cổ xưa tại ngôi làng cổ Bắc Bộ này càng đáng được tôn vinh. Tìm về làng Chóa Chợ những ngày đầu mùa hè, chúng tôi được thưởng thức không khí hội lệ đình làng mang nhiều nét văn hóa đẹp. Xin mời quý vị cùng chúng tôi về với làng quê này, tìm hiểu về những trò chơi đặc sắc trong hội lệ đình làng Chóa và cụm di tích đình đền chùa vô cùng độc đáo nơi đây. Lệ đình làng Chân Lạp, ngày 10 tháng 4 âm lịch năm Bính Thân 2016. Một ngày đầu hè, với cái nắng vàng óng khắp đất trời, làm cho không gian làng Chóa thêm đẹp. Bóng cây cổ thụ dợp những góc trời cùng màu xanh mát của hồ sen trước cửa đền càng làm cho bức tranh pha màu vàng của nắng, màu xanh của thiên nhiên thêm đẹp, thêm thanh bình. Không gian đầy mê hoặc của ngôi làng cổ Chân Lạp đã chinh phục bất cứ du khách nào đến với làng quê này. Bức tranh đó bình yên, tĩnh tại, được tích tụ qua bao trầm tích thời gian. Ngày lệ đình hàng năm luôn thu hút đông đảo người làng Chóa Chợ, kể cả người làng lẫn con em đi làm xa về lễ đình, lễ đền chùa. Về để thắp nén hương thơm, dâng thành hoàng làng, tưởng nhớ công lao tiên tổ bao đời. Đình làng Chân Lạp tọa lạc trên khu đất cao đầu làng, trong quần thể di tích đình đền chùa. Là di tích có giá trị nghệ thuật cao, đình Chân Lạp còn là một địa điểm quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống của dân tộc ta vào thế kỷ thứ 11. Điều này còn mãi là niềm tự hào được con cháu làng Chân Lạp truyền lại cho nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hôm nay là ngày 10 tháng 4. Cái lễ hôm nay là cái lễ xuất quân của thống quân Ngô Công Đại Vương, mà dân làng đối với làng Chân Lạp, quê hương của cụ lại là người ở người địa phương, cho nên là Chân Lạp lại là một cái làng cổ trên quê hương Kinh Bắc đã đưa từ lâu đời rồi, nối tiếp các truyền thống của cha ông để lại cho đến ngày hôm nay. Trừ những năm mà kháng chiến chống Mỹ thì là phải dừng. Thế còn thì sau này thì cứ năm nào cũng cứ đến cái ngày lễ này để là dân làng lại tổ chức ngày lễ để tưởng nhớ đến công ơn là những ngày lễ xuất quân của ông. Lược lại một chút ít là ngay từ lúc nhỏ là ông rất là ham học và học giỏi, mà đã được là đến là học sĩ. Thế nhưng mà trong cái thời gian thanh thiếu niên đấy, cụ lại thích cái môn vật, thích cái môn cướp cầu và đua ngựa. Thế mà lớn lên mà tham gia đánh giặc ở đời nhà Trần ở Quảng Ninh hiện nay đấy. Hiện nay là vẫn có cái dấu tích của ông ấy đánh ở cái cửa biển Quảng Ninh gần cái đền thờ cửa ông, thì là vẫn còn, mà đã được phong đến cái chức là thống quân Ngô Công Đại Vương. Thì từ đó là được là nhà vua là cho sắc phong, đồng thời là làm thành hoàng của làng. Thế thì từ ngày đó đến nay thì dân làng vẫn tưởng nhớ đến ông. Với những giá trị lịch sử đó, hội lệ đình làng mùng 10 tháng 4 của làng Chân Lạp diễn ra sôi động mà giàu truyền thống, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, làm cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống làng quê mình. Đặc sắc nhất vẫn là hội đấu vật và trò chơi cướp cầu được duy trì từ xa xưa. Đấu vật trong hội lệ đình làng Chân Lạp là nét đẹp thể hiện tinh thần thượng võ của người dân nơi đây. Không phân biệt già, trẻ, gái, trai, sới vật của làng, mỗi hội lệ mùng 10 tháng 4 luôn thu hút đông đảo người xem, là nơi gắn kết cộng đồng làng xóm.
Đây cũng là nơi để những người nông dân chân chất và lạc quan của làng Chóa Chợ được thưởng thức cuộc sống khi hòa mình vào những truyền thống quý báu của làng quê, được thư giãn sau những giờ lao động mệt nhọc. Em thấy cái truyền thống của quê hương mình từ trước đến giờ kiểu lâu đời sẽ tạo nên một cái văn hóa riêng, bản sắc riêng của quê hương em. Cái các cháu nó là cái sở thích, là rèn luyện sức khỏe. Thứ hai là cũng là để là góp vui với dân làng trong cái phong trào là xây dựng làng văn hóa. Hấp dẫn nhất trong lễ hội làng Chóa vẫn là trò chơi cướp cầu. Trò chơi này không chỉ là biểu hiện của sự thông minh, tài trí, khéo léo và dũng cảm, mà còn là tinh thần thượng võ, lòng nhân từ và sự yêu đời của con người nơi đây. Bên cạnh đó, nó còn toát lên tính tập thể, tinh thần đoàn kết cộng đồng của người dân làng Chóa. Vào ngày hội làng, người ta rước cầu, trình thánh, rồi tung ra sân cho thanh niên hai giáp tranh cướp trong trò cướp cầu. Cầu được truyền tay và ném vào hai hố ở hai đầu sân đình theo hướng đông tây. Đó là hình ảnh mô phỏng sự vận hành của mặt trời ban ngày và ban đêm. Theo quan niệm cổ của nhân dân, trò chơi phong tục này nhằm thực hiện mục đích của lễ cầu ánh sáng trong tục thờ mặt trời của cư dân nông nghiệp lúa nước. Trò chơi cướp cầu trong ngày hội lễ này đã được người dân Chân Lạc gìn giữ nhiều đời nay. Nó gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây, đi liền với những ký ức và kỷ niệm đẹp đẽ, thiêng liêng của nhiều thế hệ người con của làng. Năm chúng tôi là có ba giáp, gọi là ba giáp. Ba giáp thì coi như là một giáp một mình, một giáp gọi là giáp Tây thì là một cái lò. Giáp Đông An, giáp Đông Viên là một cái lò. Đấy. Thế thì con trai là con hàng giáp là phải cướp cầu. Tất cả là con trai thì phải ra làm lễ ở tại sân đình, làm lễ sân đình ấy. Thế là ra cướp cầu thì ông chủ đám bây giờ là ông Lý, ông tung lên thế là coi như cướp. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nó gọi là hàng giáp cướp, nhưng mà lại cứ muốn cho giáp Tây là được giải, là vì giáp Tây được hay được mùa. Mà quả cầu của tôi là quả cầu gỗ, nó có cái lõ này, cứ cầm này thì cứ chạy thao, nhưng mà đập đá lia thì chứ không có đá thế này. Đá lia là vì không, nó không vào đầu, đá thế này thì có khi vào gần chân thì tránh được. Đấy, thế là thông cảm là mọi năm tôi là như thế. Chứ không bây giờ thì lấy thanh niên, lấy đồng niên ra thì làm cái này cho nó rẻ. Đấy, cứ bỏ cái tung vào cái này. Đấy, cho nên là nó khác như trước tôi. Em tham gia cấp cầu được 7 năm rồi. Mỗi lần tham gia cấp cầu thì đây là một hội vui truyền thống của làng. Thanh niên làng đều có một thời kỳ là trong vòng 7 đến 10 năm là hội truyền thống. Thì các cụ đã bảo rồi, mùng 7 hội khám, mùng 8 hội dâu, mùng 9 đâu đâu kéo về hội gióng, mùng 10 đi ngược về xuôi nhớ về làng Chóa mà xem cướp cầu. Trong mỗi một năm ấy thì đối với em ấy, em cảm thấy là cứ cái dịp cướp cầu này là cái dịp mà được trai làng được giao lưu với nhau rồi. Anh em trong làng được thể hiện bản thân mình và em rất chi là hào hứng mong đợi ngày này ạ. Em mong là cái lễ hội này được duy trì mãi mãi để cho các em nhỏ hơn bởi được tham gia cái lễ hội này, bởi vì em thấy khi mà bọn em chơi các em nhỏ rất chi là hào hứng. Bọn nhóc vỗ tay rất chi là cuồng nhiệt ạ. Có thể nói, hội lễ đình làng Chân Lạc là dịp để người dân nơi đây được trở về nguồn cội, nên nó mang ý nghĩa thiêng liêng trong tâm trí của mỗi người dân trong làng. Ngoài hội lễ đình làng Chân Lạc còn có các hội lễ khác gắn với từng di tích trong cụm di tích đình đền chùa. Cụm di tích của làng đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử năm 1990. Tại ngôi đền cổ còn gìn giữ nhiều lệ tục độc đáo. Đây cũng là nơi có cây xưa hơn 150 tuổi với những bí mật về hậu cung, sống để bụng, chết mang theo của các ông đám làng. Với ngôi miếu thờ cổ xưa được bao phủ cây xanh cổ thụ độc đáo, nơi người dân làng ai đi qua cũng cúi đầu thành kính trước cây thiêng, miếu thiêng. Với rất nhiều những ngôi miếu đầu xóm, đầu làng, với chùa, chiền, nơi cánh đồng quê xanh mát,
mà giá trị tín ngưỡng tinh thần được lưu giữ tại những địa danh ấy đã tắm mát tinh thần cho con cháu làng Chóa bao đời. Để đến hôm nay, ngôi làng chân thực và lạc quan ấy vẫn đang chuyển mình cùng thời đại trong sự kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của cha ông theo cách riêng của họ, góp phần xây dựng làng quê chân lạc ngày càng giàu đẹp, văn minh.